xin chào tất cả các bạn nha. À các bạn ơi, thì hôm nay mình cũng được mạng phép mình review cái con xe Future này nha các bạn. Đây, hôm nay mình sẽ review con Future mình mới sắm được, con xế cưng nha các bạn. Đây, hiện tại thì dòng xe Future đây là dòng xe phiên bản 2024 nha các bạn. Đây, phiên bản dòng 2024 thì nó có những cái ưu nhược điểm như thế nào thì hôm nay mình sẽ review nó cho tất cả các bạn cùng tham khảo thử coi dòng xe 2024 này nó có ưu và nhược điểm nó như thế nào nha các bạn. Đây, rồi bây giờ mình sẽ đi review từng phần cho các bạn coi nha. Đây thì phiên bản này là 2024 là nó được màu xanh đen nha các bạn. Rất là đẹp, rất là lịch lãm nha. Đây các bạn coi. Thì mình cũng mới vừa lấy nha các bạn. Thì hiện tại thì đây cho các bạn coi nè. Đồng hồ ga lăng của nó ra đó. Khá là đẹp nha. Mình cũng có gắn thêm cái chiến nha các bạn. Đó, thì hiện tại thì phải phiên bản 2024 rồi mà chả sao rồi được sơn màu đen bóng nè. Đây các bạn coi đèn hậu rồi nè, khá là cứng cáp, khá là đẹp nha. Thì đây là phiên bản bánh mâm nha các bạn, phiên bản cao cấp bánh mâm, cái bô nó được vuốt nhẹ rất là đẹp đó. Đây là phiên bản màu xanh đen nha các bạn, đây là màu xanh đen. Rồi bây giờ mình sẽ review từng phần nó cho các bạn xem nha. Đây thì phần đầu tiên vẫn là cái phần đầu xe đó nha các bạn. Thì cái đầu xe nó được trang bị đèn led nè, đây là phiên bản 2024 nha. Đó, trang bị đèn led khá là đẹp mắt nha. Đây là nạm màu đen, đây là màu xanh, bản cao cấp là nguyên ở đây là nó màu xanh hết nha các bạn. Đó, đây là chiếc màu xanh đen mình mới vừa lấy nha. Đây mình cũng có gắn thêm cái ký nha, đèn led này nó sáng lắm, nó sáng hơn các loại phiên bản số khác. Đây đèn xi nhan vẫn là đèn halogen nha các bạn. Ở trên đây là đèn định vị đó. Đây là mình chọn phiên bản bánh mâm thắng đĩa nha. Đó, rồi bây giờ mình sẽ đi vòng ở đây. Đây con cái mạ rơm này nó rất là đẹp, Euro Honda nè. Đây thắng đĩa, đặc biệt ở phiên bản năm 2024 này á là cái chỉ số tiêu hao nhiên liệu nó rất là ít nha các bạn. Này là 1,47 trên 100 km, rất là ít tiêu hao nhiên liệu luôn, nói chung là đứng đầu phân khúc về ít tiêu hao nhiên liệu nhất nha các bạn. Còn đây đi qua phần này là động cơ. Động cơ này là động cơ 125 phân khối, nhưng mà phiên bản năm 2024 này là được sơn màu đen nhám nha các bạn. Đó, đây là sơn màu đen nhám nha. Còn phiên bản 2023, phiên bản cũ là được sơn màu bạc nhưng mà màu bóng. Nhìn phiên bản nó sơn màu đen nhám mà nhìn nó cứng cáp xe hơn nha các bạn, rất là cứng luôn. Còn cái này mình gắn cái này để cho khi mà mình có đạp thắng đâu á, nó không có đụng tới cái lốc máy, nó không có chạy lốc máy của mình nha. Đó, đây là phiên bản màu xanh nè, bạn thấy đẹp không, phiên bản này đẹp không. Còn cái bô mình nhìn rất là thể thao, ông xã nó nè, rất là thể thao, rất là đẹp nha các bạn. Nó đẹp hơn những dòng xe trước. Đây là dòng xe của các bạn thanh niên bây giờ cũng rất là ưa chuộng nha các bạn. Đó, thì phiên bản 2024 này là được phục là được sơn đen luôn. Đó, phục là đi sơn đen luôn. Còn chữ Future 125 này là được in nổi nha các bạn, in nổi dán lên. Còn cái phần cản sau, đó, phần cản sau này cũng bóng sơn bóng nhưng mà sơn đen nhìn nó rất là đẹp nha các bạn. Đó, các bạn thấy đẹp không, khu vực đèn hậu, đèn led gì, nói chung là đèn hậu thì nó không có led nha, mà vẫn là halogen thôi, nhưng mà nhìn nó rất là cứng cáp chiếc xe nha. Thì hiện tại xe mình mới lấy chưa có biển số nha các bạn. Các bạn coi
Đây là phiên bản bánh mâm nha, bánh mâm thắng đĩa đó. Đây là mình rất thích cái cản mơ sơn màu đen bóng này, nó rất là đẹp, nhìn cái chiếc xe nó lịch lãm. Bây giờ cái phần ốp sơn này á, ốp sơn này cũng được sơn màu đen bóng. Còn phiên bản trước á là chỉ có là sơn màu xám thôi chứ không có được sơn đen bóng. Phiên bản này là từ kỹ phuộc rồi là được sơn đen bóng hết rồi nha các bạn. Đó. Nhiều người nói là xe Vision á, ủa xe là mình xin lỗi, đây là xe Future á, thì động cơ nó hơi gung hú nha, nhưng mà thật sự mình đi mình cảm giác là nó không phải là như vậy đâu các bạn. Đây là động cơ 125 á, đi nó rất là êm ái, ai cũng nói là rất êm, như sàn số rồi nó cũng rất là nhẹ nha. Nhưng mà có nhiều bạn thanh niên trai trẻ mà đi cái mình để ví dụ mình mới lên mà vòng tua máy nó hơi cao á, mình hơi nẹp nẹp hiện đó, cái bắt đầu là mình vô số 1 cái vòng tua máy nó hơi cao, cái nó hơi giật, nó hơi không có khớp tới cái vòng tua máy á, cho nên nhiều bạn nói là đi nó hơi số 1 nó tới số 2 nó hơi giật, nó hơi kêu cốp cốp. Riêng mình là không phải nha các bạn, theo mình nghĩ là như vậy không phải đâu. Nếu mà mình đi theo đúng cái vòng tua máy và đúng tốc độ của nó, ví dụ như là từ 10 tốc độ mà các bạn đi từ 10 trở xuống á, là bạn đi số 1, lên số 2 là tầm 20, lên số 3 là 30. Khi mà các bạn chạy từ tốc độ 40 trở lên á, thì bạn đi số 4 là nó vô số rất là êm nha, rất là êm, rất là mượt mà luôn, chứ nó không có bị giật gì đâu. Mà đa số là những cái chú lớn tuổi đi thường thường là đi không có nẹt á, đi nó rất là êm ái. Rồi là Future, dòng xe Future này là sang số nó rất là êm nha các bạn. Đó. Phần này cũng được sơn màu đen nhám luôn nè. Đó. Nhìn nó rất là lịch lãm nha. Nhìn nó rất là đẹp. Đây là phun xăng điện tử FI. Đó. Còn ở trên đây á là phần này là phần ba ga và phần này là phần đen bóng nha. Thì cái phần đen bóng này á các bạn, cái màu đen này á, khi mà các bạn đi ra ngoài nắng á, là nó cái màu đen này nó là màu đen ánh kim nha, nó dạ lên rất là đẹp. Còn về mặt đồng hồ á, mặt đồng hồ lúc trước giờ, từ trước tới giờ thì Future là rất là đẹp, vẫn giữ nguyên cái đồng hồ analog như vậy nha các bạn, đồng hồ cơ thôi nhưng mà nó rất là đẹp. Thì đây mình có gắn thêm một cái kiến hậu và cái dòng xe Future này các bạn thì không có tắt đèn được nha, cái này là con tắt, mình chỉ gắn thêm thôi, tắt đèn thì bắt xin luôn. Còn tất cả cái dòng xe Future hay là của nhà máy Honda sản xuất ra là nó sẽ không có tắt đèn nha các bạn. Đó, ở này đó, các bạn thấy dòng xe Future này không, rất là lịch lãm nha, nó rất là sang trọng, rất là êm nha. Đây, còn cái chữ này được in nổi lên, mình cảm thấy rất là đẹp nha. Đây, bây giờ mình sẽ mở cốp xe ra nha. Đây, cốp xe á, cốp xe đây là cái cục bộ máy của phun xăng điện tử nha các bạn. Thì nói chung là mình không có động địa gì cho nó, bình xăng là nó được 4.6 lít cho các bạn thoải mái chạy luôn. Đây là cái cản sau được bắt rất là chắc chắn nha, nói chung rất là cứng luôn, thích ở cái cản sau này. Còn cái cốp xe nó rất là rộng, bên đây có đồ để ấy, còn nón bảo hiểm nào mình bỏ được hai cái nón bảo hiểm nữa đầu luôn. Nói chung cốp xe cũng khá là rộng rãi. Nắp ra. Đó. Còn đây là chìa khóa cơ được trang bị tới là vừa mở cốp yên vừa tắt là vừa khóa luôn nha các bạn. Đó. Chìa khóa cơ nó tới 4 trong 1. Đó. Các bạn thấy chiếc Future này sao? Nhiều các bạn trẻ nhiều khi đi Future này, mới mua chiếc Future về thôi là chưa chạy nữa là đã ginh ra tiệm mình dán đồ, mình độ máy, mình hô kêu đó. Mà thật sự mình đi cảm nhận mấy chục cây số rồi mình rất là êm nha các bạn. Cho những cái cô chú khác đi cũng vậy nữa, thật sự nó rất là êm.
chỉ có những bạn trẻ trẻ thôi. Các bạn nhiều khi các bạn đi mà ga nó hơi lớn á, dòng tua máy nó hơi nhiều, các bạn vô số là nó hơi cục cục thôi. Cái đó là do mình. À, theo mình nghĩ là như vậy đó, quan điểm của mình là như vậy. À, còn mình đi mà các bạn đi thử coi, đi từ nếu mà từ tốc độ 10 km/h xuống mình đi số 1, lên 20 là mình đi số 2, lên 30 là mình đi số 3, và từ 40 trở lên là mình đi số 4, là sang số nó rất là êm, rất mượt nha. Mình nhấn nhẹ thôi là số nó rất là êm, rất là mượt luôn. Còn đây là, nói chung đây là phiên bản cao cấp, cho nên là ở sau mình được trang bị cái bánh mâm nha. Còn phiên bản bánh căm á nó rất là đẹp hơn, nhưng mà theo quan điểm mình thích bánh mâm. Đó, các bạn thấy tổng quan cái chiếc xe Future sao? Đẹp không? Ở trước đây là chữ Honda. Honda này là được giả quan luôn. Còn đèn này, đèn định vị này là cũng là halogen nha các bạn. Rất là đẹp. Cái màu xanh này hình như là đang hot nha các bạn. À, hiện tại thì bên Honda nó còn rất là nhiều màu nha các bạn, màu trắng, màu đỏ nữa, nhưng mà mình ưng màu xanh này thôi, mình lấy màu xanh. Các bạn nhìn màu xanh nó rất là đẹp nha. À, bên Honda lốc máy ra lần này nó là các bạn nhìn nó rất là chắc chắn nha. Đây nè, từng con ốc luôn, lốc máy rất là chắc chắn nha. Rồi tới ông bồ rồi thắng gì luôn, mình cũng có gắn lại thêm vài cái thiết bị này thôi. Đó. Đây là ông vua tiết kiệm xăng. Mình chạy, nói chung là cái động cơ thì mình tiết càng tiết kiệm xăng á, thì cái động cơ nó hơi giảm cái thông số, cái độ bốc lên nó lên xíu nha các bạn. Chứ mình tiết kiệm xăng nhiều quá. Xe này đúng là tiết kiệm xăng nhiều luôn. Các bạn đi hình như là 100 cây mà chưa được 1 lít rưỡi nữa, có 1,47 thôi. Là đi đường trường, các bạn đi đường trường nó rất là êm nha. Xe này rất là êm máy luôn. Đây, động cơ 125. Nói chung mình đi xe số này là mãi đỉnh. Đẹp. Theo mình cảm nhận được chiếc xe Future này là rất là đẹp. Ở đây bên chân này mình có gắn thêm một con ốc titan ở đây nữa nha các bạn. Lắp chân kiến thì mình gắn một bên thôi. Đây, nhìn tổng thể chiếc xe cho các bạn nhìn tổng thể chiếc xe nha. Đây các bạn, thì hồi nãy giờ mình cũng đã review chiếc Future 125 FI này nha các bạn. Đây là Future LED đó. Đó, các bạn thấy chiếc Future này có sao? Rất là đẹp, theo ý kiến mình, riêng mình là nó rất là đẹp, rất là thể thao luôn. Mấy bạn trẻ bây giờ rất là ưa chuộng nha. Hình như dòng xe Future này bây giờ rất là phổ thông rồi, rất là nhiều, nhưng mà đẹp thiệt. Thì các bạn có thấy thích clip này nhớ tặng cho mình like nha. Rồi, còn bây giờ thì mình xin máy bay, xin chào tạm biệt các bạn nha.